Sáng nay, ngày 29 tháng 7 năm 2018, nhằm ngày 17 tháng 6 năm Mậu Tức, Đại Đức Thích Tánh Bình trụ trì Chùa Thiên Hòa, Hiệp cùng toàn thể Phật tử Đạo Tràng Chùa Thiên Hòa, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đã trang nghiêm tổ chức lễ huy kỳ Hòa Thượng Khai Sơn Chùa Thiên Hòa, Thượng Huệ Hạ Minh và kỷ niệm 200 năm ngày thành lập chùa về chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa Thượng Thích Hoảng Tường, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa Thượng Thích Thiện Sanh, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyền Cái Bè, Thượng tọa Thích Thiện Lưu, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyền Cái Bè, Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Ủy viên Ban Hoàng Pháp tỉnh, cùng chư tôn đức tăng ni ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam huyện cái bè chư tăng ni trụ trì các tự viện và hơn 200 phật tử trong huyện cái bè đồng về tham dự ông nguyễn văn long phó phòng nội vụ huyện cái bè cùng quý ông bà đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đồng đến dự lễ tại buổi lễ sau nghi thức giới thiệu đại đức thích tánh bình cung tiên lại lịch sử ngôi chùa thiên hòa và tiểu sử cố hòa thượng thích huệ minh theo đó, Chùa Thiên Hòa được thành lập từ năm 1818 do ông Bái Ba Hiến Đất và Thỉnh Hòa Thượng Liễu đứng ra thành lập chùa, sau đó để lại cho Hòa Thượng Huệ Minh trụ trì, xây dựng thành ngôi tam bảo. Hòa Thượng Huệ Minh là bậc cao tăng hiền đức nên dân chúng bấy giờ quy tụ tu tập rất đông. Hòa Thượng viên tịch vào ngày 17 tháng 6 năm 1884, từ đó đến nay, chùa đã trải qua 6 đời trụ trì, chư hòa thượng tiền bối nối tiếp nhau chăm lo tam bảo và hướng dẫn dân quanh vùng tu tập. Năm 2013, Thượng tọa Thích Chí Thành viên tịch được sự cho phép của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Đại đức Thích Tánh Bình đã về đảm nhận chức vụ trụ trì, chăm lo ngôi tam bảo và hướng dẫn đồ chúng tu học cho đến ngày nay. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, ngôi chùa Thiên Hòa vẫn hiền hòa tồn tại và ngày càng trang nghiêm hơn giữa làng quê sông nước và trở thành biểu tượng không thể thiếu với người dân nơi mảnh đất thân thương này. Thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Long cũng có lời phát biểu trong buổi lễ ghi nhận giá trị thiết thực của ngôi chùa với quá trình tồn tại và phát triển văn hóa xã hội, tán dương tinh thần đoàn kết hồ quốc an dân của chư Tăng Chùa Thiên Hòa qua nhiều thời đại. Ban đầu từ tại buổi lễ, Thượng tòa Thích Quảng Thiện đã khen ngợi tinh thần hiếu đạo, ẩm thị tri nguyên và sự nhiệt tâm thực hành Phật sự của Đại Đức trụ trì, ca ngợi tinh thần tấn tu, hộ đạo của Phật tử tại Đạo Tràng. Tiếp theo buổi lễ là nghi thức niêm hương bạch Phật, nhiễu bảo tháp hòa thượng khai sơn, thắp hương tưởng niệm giác linh cố hòa thượng thích Huệ Minh và chư hòa thượng tiền bối hữu công, Cuối cùng là nghi thức cúng dường trai tăng bằng tâm thành kính của chư tăng cùng Phật tử chùa Thiên Hòa, buổi lễ đã diễn ra rất trang nghiêm và thành tựu viên mãn.